Bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban là một loại bùa mà khi ếm lên một tòa nhà sẽ tạo ra một vùng không gian được gọi là nhà tù linh hồn, nơi những người đã chết trong vùng đất mà tòa nhà đó đã xây không thể nào siêu thoát được. Họ sẽ mãi mãi quanh quẩn trong khu vực ấy và ám tất cả mọi người cũng như tất cả mọi thứ ở bên trong. Những người rảnh rỗi trong việc ếm này thường là những nhà thầu xây dựng, kiến trúc sư. Đó là những thứ vũ khí lợi hại để giúp họ cho công trình của mình đem tới sự phát đạt cho gia chủ, hoặc ngầm hãm hại họ vì đã đối xử không tốt với mình hay là gặp vấn đề trong chuyện tiền nong. Chắc hẳn bạn đã từng nghe hay biết đến khu cao ốc có hình ba cây nhang rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây là một tòa chung cư cũ kỹ mà nhìn từ bên ngoài vào, một người bình thường cũng có thể nghĩ nó bị ám. Tuy nhiên, vì giá thành thuê rất rẻ, không gian cũng tương đối sạch sẽ, an ninh, nên cũng có kha khá người đến đó sinh sống và cũng không lạ gì khi hầu hết chẳng ai ở được bao lâu. Người ta bảo cấu trúc ba tòa tháp đó thực chất đã góp phần cho thứ bùa lỗ ban này được ếm bên dưới nền móng của nó như ba cây nhang dựng lên sừng sững giữa trời. Những người từng sống và làm việc ở đó đều sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện kỳ lạ mà họ đã nhìn thấy. Ví dụ như những sạp bán hàng ăn ở trong đó đều rất dễ bị ôi thiêu, mặc dù ban đầu rất tươi ngon và nhiệt độ xung quanh cũng ở mức lý tưởng và rất bình thường. Những âm thanh kỳ lạ hay bóng người lướt qua đều là chuyện diễn ra thường xuyên. Rất có thể đó chính là kết quả của bùa lỗ ban đã tạo nên nhà tù linh hồn. Gia đình tôi chuyển đến đây khi năm tôi vừa 8 tuổi và suốt 3 năm ở đó không ngày nào tôi không mơ thấy ác mộng hoặc những giấc mơ quái dị. Nhiều nhất là giấc mơ về một người phụ nữ xinh đẹp. Bà thường xuyên rủ tôi chơi trốn tìm trong giấc mơ, nhưng không hiểu sao, dù tôi có trốn ở bất kỳ nơi đâu, bà cũng tìm thấy tôi bằng cách chui ra từ trong những bức tường. Mùa hè cuối cùng của tôi tại căn chung cư đó, khi tôi cùng đám bạn đột nhập được vào nhà ông tỷ ở tầng trệt khu chung cư để chơi, tôi mới thấy được tấm hình của chính người phụ nữ đó trên bàn thờ nhà của ông ta. Từ đó tôi mới biết người đó là vợ của ông, đã chết cả chục năm rồi. Chuyện ông tỷ là thầy bùa ngải ngầm thì khu này ai cũng biết. Người ta còn đồn nhau những chuyện ma quái xảy ra trong khu chung cư này đến từ nhà ông mà ra, chứ không ai khác. Nghe đồn ngày xưa ổng là một thầu xây dựng chính hiệu, giàu có kể không xiết. Nhưng kể từ khi vợ mất, câu chuyện làm ăn của ông ta bắt đầu sa sút, bạn bè tránh mặt, khách hàng cũng không đoái hoài đến ông nữa. Nhiều người bảo là do nghiệp chướng mà ông đã gây ra trong xuyên suốt quá trình làm ăn của ông. Ông ba từng làm bạn làm ăn với ông tỷ một thời gian cũng khá lâu. Trùng hợp rằng ông cũng dọn đến đây sống một thời gian, ông ta kể cho vài người nghe rằng ngày xưa ông tỷ bị chủ căn biệt thự cắt bớt tiền vì thi công không đúng ý của họ. Ông tỷ liền lấy phần xương hàm của cụ tổ nhà ông trong lúc cải táng cách đây một năm còn giữ lại và ếm cùng một lá bùa rồi chôn xuống móng nhà lúc đang thi công. Và kể từ đó về sau, gia chủ nhà đó làm ăn thất bát, của làm ra bao nhiêu thì đều bị ăn hết sạch. Bù lại, gia đình nhà ông tỷ lại trở nên khấm khá hơn và may mắn cứ ồ ạt liên tục đến trong khoảng thời gian đó. Còn gia chủ kia vì nợ nần nên đã tự tử. Có lẽ cũng vì vậy mà chỉ vài năm sau khi vợ ông tỷ từ một người phụ nữ khỏe mạnh thì đùng một cái lại đổ bệnh nặng, người tiều tụy và không còn sức sống. Đi chữa khắp nơi đều không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Bà chết trong đau đớn chỉ sau một năm sau đó. Căn biệt thự của ông cũng bán đi để dọn vào một căn hộ nhỏ tối tăm dưới tầng trệt chung cư mà sinh sống. Chủ chung cư là người từng mang ơn ông tỷ khi còn trẻ nên rất cưu mang ông, giảm giá nhà mà còn nhờ ông làm quản lý ở đây để có thêm thu nhập. Đám nhóc trong chung cư không ai là không sợ ông ta. Chỉ cần chúng tôi đùa giỡn làm tróc một mảnh gạch trên cầu thang hoặc trên sàn nhà, ông ta cũng rượt đuổi tôi chạy bán sống bán chết, còn đến tận nhà để dọa ba mẹ phải cho chúng tôi một trận đòn ra trò
Nếu không, sẽ không yên với ông. Nghe đến đây, ai cũng nghĩ đơn giản ông Tỷ là một người khó tính, ghét trẻ con, hay một người quản lý vô cùng mẫn cán và có tâm. Nhưng cho đến khi họ thấy ông ta lâu lâu trò chuyện với những bức tường, ôm ấp, những cây cột, những lúc ông ta quét dọn, kỳ cọ cho từng ngóc ngách của tòa chung cư với một sự ân cần quái dị, người ta mới thấy được đây thực sự có vấn đề. Ông ta phát cuồng vì tòa nhà chung cư này. Ông không thích ý tưởng xây dựng lại, cũng như xây toàn bộ gạch sàn mà ông chủ đã đề xuất. Ông muốn mọi thứ hãy cứ để nguyên như vậy, và chắc chắn ông sẽ không tu sửa dù nó có cũ nát đến như thế nào. Đám dốc chúng tôi rất sợ ông ta, nhưng cũng xem ông ta như là mục tiêu để chứng tỏ sự gan dạ và thỏa mãn trí tò mò của mình. Lịch đi làm và sinh hoạt hàng ngày của ông Tỷ đều nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi, để khi đến thời cơ, sẽ tìm cách đột nhập vào hang cọp, tìm xem có mấy lá bùa hay xác động vật kỳ quái trong nhà của ông ta hay không. Chuyện trình rập này đã diễn ra suốt 3 tháng trời, nhưng chỉ một lần duy nhất, chúng tôi tìm được cách chui vào trong, cũng là ngón nghề của thằng Minh học lõm được từ ba của nó. Chắc cũng phải đến lần thứ 100 thì mới có đủ thời gian và may mắn để nó kéo được cái khóa cửa của nhà ông ta. Cảm giác đầu tiên khi bước vào trong nhà là có một thứ mùi kỳ quái, xen lẫn nhựa cây bị cháy và xác chuột chết. Nhìn quanh cái phòng khách nhỏ hẹp trông chẳng khác gì với những nhà khác. Chỉ có là do ông ta là người gốc Hoa nên cách trang trí bàn thờ có vẻ hơi khác, cộng với mấy bức tranh thủy mặc treo tường viết toàn chữ Tàu. Mấy đứa bạn thì trầm trồ bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong nhà, mặc cho tôi đứng chết trân tại chỗ nhìn tấm hình vợ ông ta trên bàn thờ. Thằng Minh vỗ sau đầu của tôi và nói: "Ê, mày làm cái gì mà đứng đó được ra vậy?" Tôi chỉ lên bàn thờ nói cho nó nghe, đó chính là cái bà mà hay rủ mình chơi trốn tìm trong giấc mơ. Mình không những không sợ, mà nó càng tỏ vẻ thích thú hơn với những kiểu ma quái như vậy. Nó nói, chắc là ông Tỷ ghét tôi nên đã yểm bùa cho tôi và cho bà vợ theo tôi để hù tôi sợ. Quan sát một lượt không tìm thấy cái gì kỳ quặc trong nhà của ông, chỉ trừ có căn phòng ngủ ông ta khóa rất kín bằng hai ổ khóa loại xịn của Đức. Thằng Minh dù có cố gắng cách mấy cũng không thể phá được chiếc khóa này. Chúng tôi đã phải đành bỏ cuộc vì chỉ còn vài phút nữa ông ta sẽ quay trở về nhà. Ngay lúc thằng Minh nói rằng hãy cho nó thêm 30 giây nữa, cũng là lúc nghe được tiếng ông Tỷ quát tháo người khác dưới sân chung cư. Bọn tôi chuồn nhanh chóng, bước ra khỏi trước khi quá muộn và không quên giữ nguyên vị trí đồ đạc trong nhà ông và khóa cửa lại như cũ. Từ ngày biết người phụ nữ trong những cơn ác mộng của mình là hồn ma vợ của ông Tỷ, tôi luôn cố gắng tự nhủ trong đầu, trước khi ngủ, nếu có gặp bà ta trong giấc mơ, tôi sẽ từ chối chơi với bà ta. Nhưng trong giấc mơ, bạn thường không thể nào nhớ được những dự định hay logic giống như lúc còn thức. Nên tôi cứ tiếp tục bị bà ta rủ rê chơi hết lần này tới lần khác. Có một lần, tôi đã từ chối. Bỗng dưng, bà ta khóc. Khóc nhiều đến nỗi hai con mắt của bà ta rớt ra ngoài. Chỉ còn hai cái hốc mắt đen ngòm bên trong, bà ta luôn miệng bảo tôi đi theo bà ấy. Bà sẽ cho tôi thật nhiều bánh kẹo. Tôi vùng vàng không đi, nhưng bà ta quyết liệt nắm chặt lấy tay tôi mà kéo đi. Ngoan, ngoan nào bé con, đi với cô có nhiều đồ chơi lắm. Đó cũng là lúc tôi bừng tỉnh và làm cả nhà thức giấc với tiếng hét của mình. Từ tối đó, mẹ tôi mới biết là tôi hay mơ thấy một cơn ác mộng lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Bà có lên chùa xin mấy lá bùa về dán trước cửa nhà và đeo dây chuyền Phật cho tôi. Kể từ lúc đó tôi không còn nằm mơ thấy vợ của ông Tỷ thêm một lần nào nữa. Một ngày gần cuối hè, khi chúng tôi sắp hết khoảng thời gian vui chơi để chuẩn bị tự trường, đám thằng Minh lại rủ tôi đột nhập vào nhà ông Tỷ thêm một lần nữa. Nó bảo giờ nó học được cách phá khóa với nguyên hộp đồ nghề nó chôn được của ba nó rồi. Tôi liền từ chối, có cho tiền tôi cũng không dám bước vào căn nhà đó.
vì tôi sẽ lại một lần nữa nhìn thấy di ảnh vợ ông Tỷ. Thế là tôi rủ chúng nó chuyển sang chơi đập bài bên cạnh bức tường ngoài sân chung cư. Tôi đem khay lá bài quý mà tôi vừa thắng được trong một trận đập bài khoe với tụi bạn. Trời xuôi đất khiến làm sao? Vừa đập được đúng một ván thì từ đâu một cơn gió thổi qua, trong lúc nó đang bay khỏi tay tôi, lá bài yêu quý của tôi bay vút vào trong khu nhà. Tức tốc chạy vào, tôi và đám bạn tìm muốn lòi con mắt cũng không thấy nó đâu nữa. Cho đến khi thằng Minh nhìn vào nhà ông Tỷ qua khe hở của ô cửa để thấy lá bài của tôi bên trong đó. Định mệnh rồi, nó vừa nói. Tôi nghĩ chỉ cần thằng Minh mà mở được cửa, tôi sẽ nhắm mắt chạy vào lấy lá bài rồi chuồn thật nhanh và coi như không nhìn thấy gì cả. Nhưng dù thằng Minh rất tự tin, lần này nó phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới có thể mở được cánh cửa. Nhìn vào đồng hồ trong nhà, tôi thấy đáng lẽ giờ này ông Tỷ đã phải về rồi. Thằng Minh reo mừng, cánh cửa đã được mở. Tôi hối thúc nó kéo ra để tôi chạy vào trong ngay. Đúng như dự định, tôi mắt nhắm mắt mở chạy theo và nhặt lá bài của mình. Nhưng ngay khi khoảnh khắc vừa chạm được vào lá bài, tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của đám bạn ngoài cửa. Ông Tỷ về rồi. Cả đám bỏ chạy thục mạng khi ông ta chạy tới cầm theo một cây gậy. Chân tôi tự nhiên cứng đờ không nghe lệnh nữa. Mất một lúc khi đám bạn và ông Tỷ chạy mất hút trên hành lang, tôi nghe tiếng bước chân nặng nề không lẫn vào đâu được. Ông Tỷ đang quay về nhà. Giờ mà có chạy ra thì tôi cũng có chết. Ông ta sẽ trông thấy tôi và còn có thể băm tôi ra làm bùa cũng nên. Tôi nhìn quanh, trong nhà ông ta chẳng có bất kỳ cái tủ hay cái bàn nào đủ khuất để tôi có thể trốn. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay phòng ngủ ông ta lại không khóa. Biết là mình đang chui vào một nơi nguy hiểm hơn trong cái nơi đã nguy hiểm sẵn rồi. Nhưng ít ra bên trong đó tôi thoáng thấy có một cái tủ quần áo để có thể trốn được. Tôi liền chạy vào. Có lẽ vừa đúng lúc tôi khép cửa phòng là ông ta đã bước vào nhà. Phòng ngủ trở nên ảm đạm và tối tăm khi ông Tỷ bước vào. Tôi nghe tiếng bước chân của ông ta nhấp nhô trên sàn. Tiếng thở dồn dập vang lên trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Mẹ! Mấy thằng nít ranh! Tiếng ông Tỷ lầm bầm. Dường như tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của tâm linh và sự chết chóc xung quanh. Không khí đã bắt đầu trở nên nặng nề và đáng sợ. Ánh đèn thờ bị chập nháy như muốn tắt bất cứ lúc nào. Tôi nhìn qua kẹp ánh sáng mờ mờ từ lỗ thông gió nhỏ. Tôi nhìn thấy ông Tỷ đứng bên cạnh bàn thờ. Ông ta nhìn chăm chú vào bức tượng Phật và bắt đầu vuốt ve tấm ảnh của vợ ông trên bàn thờ. Ông ta nhìn thấy tấm ảnh với ánh mắt buồn bã, âu lo, xen lẫn một chút bí hiểm. Rồi ông Tỷ lấy ra một tấm thảm trải trên sàn và bắt đầu thực hiện một nghi thức cầu nguyện phức tạp. Tiếng thì thầm và lời cầu nguyện của ông Tỷ tràn ngập khắp căn phòng. Ánh đèn chợt tắt, chỉ còn có hai ngọn đèn ở trên bàn thờ là sáng, một màu đỏ như máu. Tôi run rẩy, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Trong khi tôi đang lâm vào hoảng loạn, có một cơn địa chấn xảy ra. Căn phòng rung chuyển và bốn bức tường bắt đầu nứt nẻ. Tôi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cảm giác nghẹt thở và bị cuốn vào cơn chấn động làm tôi ngày càng hoảng loạn hơn. Trong tuyệt vọng, tôi đã lấy hết can đảm và hét lên. Con xin lỗi vì đã xâm phạm nhà của ông Tỷ, xin hãy thả con ra. Tiếng hét của tôi vang lên khắp cả căn phòng, ông Tỷ mắt chỉ còn tròng đen. Bất ngờ, ngoảnh lại nhìn cánh cửa tủ và ngay lập tức mở toàn cánh cửa ra. Cơn địa chấn ngừng lại và mọi thứ trở nên yên lặng. Tường xanh ngừng nứt, ánh đèn trở nên ổn định và không khí lạnh lẽo dần tan biến. Tôi nghe tiếng thở dài của ông Tỷ. Sau một lúc im lặng, ông Tỷ lên tiếng, giọng nói trầm thấp và mệt mỏi. Mày cũng đừng có sợ. Tao biết mày không có ý định xấu. Từ khi vợ tao qua đời, tao đã vướng phải những lời nguyền và sức mạnh của ma quỷ. Tao đã hy sinh rất nhiều để tìm cách đối phó với chúng, nhưng mọi thứ đã không thành công. Mày có thể là chìa khóa để giải thoát cho tao và linh hồn của vợ tao.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ tràn đầy trong lòng. Tôi buông ra hơi thở dài và nói: Ông Tỷ ơi, vậy bây giờ con có thể giúp gì cho ông? Ông Tỷ tiết lộ rằng ông ta đã từng tham gia vào những hành động tâm linh gian lận và sử dụng bùa ngải để trả thù chủ đầu tư. Và hậu quả là linh hồn của vợ ông ta đã bị mắc kẹt và bị ám. Bây giờ chỉ có thể loanh quanh trong tòa nhà này. Ông Tỷ biết được vợ của ông có thể gặp tôi trong mơ nhờ những lần hiện về khi ông làm lễ. Chỉ vì quá thèm khát một đứa con, cho nên ngay lần đầu gia đình tôi chuyển đến, bà ấy đã đặc biệt chú ý đến tôi. Từ xưa tới giờ, bà ấy chỉ mong muốn ông Tỷ sẽ không còn thầu công trình dài ngày mà dành thời gian nhiều hơn cho bà. Cùng nhau có một đứa con. Nhưng mọi chuyện đã không thể xảy ra như ý muốn của ông. Ông đã phải trấn giữ bà ấy trong tòa nhà này suốt bao nhiêu năm cùng ông, chỉ để cố gắng bù đắp những gì mà lúc còn sống bà ấy không thể nào có được. Bây giờ, tao chỉ cần mày hãy cùng ông làm lễ, vợ của ông sẽ được siêu thoát. Ông Tỷ nói. Tôi lập tức gật đầu và bước ra khỏi cái tủ chật chội kia, quỳ ngay bên cạnh ông Tỷ, cầm ba cây nhang. Ông Tỷ bắt đầu khấn những tiếng cực kỳ ghê rợn, giọng ngày một càng dày đặc thêm. Đèn bắt đầu chợt tắt rồi chuyển đỏ. Trên bàn thờ, mắt của vợ ông Tỷ trên di ảnh chỉ còn lại hai lỗ đen sâu hoắm. Tôi cúi xuống rồi quay sang bên ông Tỷ. Đột nhiên, nhìn thấy bên cạnh tôi lại chính là bà vợ của ông đang nhìn tôi. Miệng cười ngoặt đến mang tai. Bà giật lấy và bẻ ngang ba cây nhang đang cầm trên tay tôi. Đừng trốn nữa, con trai của mẹ. Câu chuyện sẽ được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Và mình là Danh.